xin chào bà cô chú đi. Xin chào cô bà cô chú con đi học về rồi. Ủa bữa nay có đi học đâu? Nói lại coi. Sáng ra là ba chị đã qua nhà ông bà nội làm việc cô chú anh chị, tại vì ở nhà mà sợ hai mẹ con làm ồn đó. Sáng có cuộc họp quan trọng ha. Sáng đã ăn uống soạn đồ cho ngày mai đi du lịch rồi đó, rồi tắm rửa cho em Chi xong rồi. Bây giờ hai mẹ con sẽ uống trà, ăn bánh, khui những cái hộp quà của ba Chi đem về hay cô chú anh chị. Đã ăn cái gì? Ăn những cái nước. Đây Kim có cái bình này. Bây giờ cái này là trà, trà giống như có lá cây trong đây nè, nhưng mà người ta có bỏ trong cái túi là mình cũng không có sợ là nó bị sẽ bị rớt bụi ra ngoài ha. Trà trái cây, hoa lá gì đó. Rồi, chị muốn mở cái hộp này trước đúng không? Lý do chị muốn mở cái hộp này là chị cái hộp này có chocolate thấy không chú anh chị? Chocolate Hello Kitty nè. Trời ơi, có Hello Kitty nữa chị. Nè 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 nè, từ mở ra phải để gọn gàng một hồi cho dễ dẹp, đừng có dục tùm lum. Đây trong bà cô chú coi Hello Kitty nè, đẹp không bà cô chú ơi? Cái tóc của chị bữa nay dài dữ lắm, chút kim cắt luôn. Rồi chị muốn ăn cái nào? Hello Kitty. Rồi chị mở cái cục đó ra đi. But it actually has a plastic wrap it on it. Now look. Cái đó giống như special quá, có trong gói nó trong gì trong đó không biết nữa. Trời ơi, để hồi nó đỏ nè. Nó như vậy thì nó không đỏ. My this taste is like strawberry. Strawberry. Cá là strawberry đó. No. Cái này. My it's not fish. It's our cream. Cái này là cacao. Yeah, this one. Cacao là cái này. Milk tea. Milk tea đó này, mày ăn thử cái milk tea kìa. I try a little bit. Milk tea có gì trà xanh. Rồi đẩy lại tới hộp khác. Now we will try this one. Rồi mở ra. The crackers. Trong bà cô chú có này giống bánh gạo quá nè. Bánh gạo người mà này là có hình con tôm nè, con Kim nghĩ là cái này bánh tôm. Như bánh thịt tôm á. Chỉ có 10 cái thôi mà cô chú ơi, cái hộp nó có 10 cái, em ăn thử nha. Chị làm quá à đây. That was just nice. Ngon không? Nó thơm cái mùi tôm mà giống như ruốc á. Giống như ruốc tôm á. Thơm lắm. Nó chỉ số là seaweed. Nó giòn. Ngon. Nhưng mà nó có vị giống như vị muối tôm á mọi người. Ngon quá. Cái này hợp khẩu vị người Việt Nam mình luôn nè. Now the back is yellow. Now, after we finish all of this, we can go on the next blue one. Okay. Còn nóng quá. Này chị biết chữ gì không? No. Lúc trước chị có học một ít tiếng Nhật hả mọi người? Nhà lâu quá không nói cũng quên nè. Quên. Ở trên đây chữ kanji Kim không biết, nhưng mà dưới đây có chữ AB nè. AB là tôm. Ok. Rồi dẹp này qua bên ha. Ha. Rồi tới cái khác.
con lấy cái hộp màu đỏ trước đi. Okay. Màu xanh này sợ nhiều khi chị ăn không được á. Rồi, chị mở quà đi. Cái hộp có giống hộp quà không? Không biết. Giống hộp quà đó. Mình gói quà giống hộp quà nè. Những cái gì? Cái gì vậy ta? Ở Nhật bán bánh rất là đẹp thôi chú chị, bên ngoài bao bì lúc nào cũng gói vậy nè, gói cẩn thận mà đẹp chứ chưa. Now this your present. Bữa ba đem về đó. This is chocolate. Yes, it is. Vậy này chocolate nữa hả? That looks the same as Hello Kitty too. Này thêm một hộp chocolate nữa cô chú anh chị. Thấy chưa? Now one of them are the same. Y chang luôn, y chang lúc nãy luôn, nhưng mà những cái hộp này nè, lúc nãy là gói cái hình giấy Hello Kitty, bây giờ gói cái giấy đỏ. Rồi mình không cần ăn đi chị à, giống y chang luôn. Giờ mở thêm hộp kia đi. Chang trong đó đó hả? Để mình ăn trong này. Nah, this is exactly the same. This is exactly the same. Biết rồi. Chỉ có những cái hình. This is exactly the same. This is exactly the same. This is exactly the same. This ok, is exactly ok, mình biết same. Rồi nè. Chỉ có những cái giấy là khác thôi, còn như giống hết. Ma. They have little stripes on them, but you can't see. Nó có này, có gì đây? Này toàn là chữ Nhật không, không có tiếng Anh, không biết. Ăn chút lịch nhiều ngán. Kim không phải là fan của chút lịch. Chị rất là mê chút lịch. Này đừng nói thêm chút lịch nữa nha. Cái hộp đẹp quá. Đây mà cho bà cô chú coi hộp đẹp nè. Hộp đẹp không? Cái hộp làm nhìn rất là sang luôn. Rồi con mở ra đi. Là bánh vị matcha đó chị à. Matcha trà xanh đó. Rồi cho ăn thử đi. Đây đây mà cho bà cô chú coi. Đây nè bà cô chú ơi, cái này bánh hay giống như bánh quy vậy đó. Mà cái vị matcha. Mà cái gì thế có xung tiền. Bà con muốn ăn thử không? Ờ thì try your. Chi nó không muốn ăn một mình, nó muốn ăn với mẹ, sợ nhiều khi Chi ăn không được, phải không? Rồi ăn miếng nhỏ nè. Ở trong miếng giữa này là có giống như một lớp kem hay lớp phô mai vậy đó. Nó lớp cream rồi Chi. Ngon. Rất là giòn xốp. Giòn mà xốp nữa mà có cái vị kem ở bên trong nè. Béo béo nhẹ nhẹ. Ngọt nhẹ. Ngon chưa? Chưa ấm hết hả? Chưa ấm hết vị trà xanh mà cô chú à. Mà thấy ngon. I don't like the cream. Ngon quá. Ăn cái này uống trà là đúng bà luôn. Cái này trà trái cây với hoa lá gì đó. Mà trái cây gì Kim không biết mà nó có vị chua chua hết cô chú anh chị. Uống cái ăn bánh này đỡ ngán nè. Kim thích này nó đẹp nha. I don't like this. Rồi Kim thích thôi. Thích bánh này đúng không? I only like that and that and the Hello Kitty one. Rồi ăn rồi nữa đi. This was better than before. Yep, yep. Now eat the middle one. Eat all the middle one, then the right one, then the last one. Cho mẹ một cái nè. Mẹ cũng thích cái này ngon. You love this bag. Cái này ngon mà cô chú ơi. Ngon lắm. Ngon chị ha. Yeah, this is better.
But this tastes better. Ngon quá. Hello cô chú anh chị ơi. Bây giờ Kim cắt tóc cho anh Chi nè. Tóc anh Chi hôm nay dài quá rồi. Để cái bịch này nó cắt tóc vô nha. Cắt cho bớt cái cô chú anh chị. Dài nắng nóng nực nè, mùa hè nè. Let me feel you wait. I'm on the complication. Duck. This is it, it means. Thank you.
Just get the salt and vinegar away, please.